ATM Lucky, Lộc Gia Phát, Hải Long Land, Mic Group đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, mới đây Bamboo Airways đã khai trương đường bay mới của hãng là Cần Thơ Phú Quốc và Cần Thơ Côn Đảo. Đây được xem là hướng đi cần thiết của nhiều hãng hàng không nội địa khi dịch COVID-19 đang vẫn diễn biến phức tạp. Theo đó, chuyến bay mang số hiệu QH2182 của Bamboo Airways khởi hành từ đảo Ngọc Phú Quốc đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Cần Thơ, đánh dấu sự kiện khai trương hai đường bay mới của hãng là Cần Thơ Phú Quốc và Cần Thơ Côn Đảo. Hai đường bay mới của Bamboo Airways có thời gian bay khoảng 1 tiếng trên một chặng, tần suất bay trải đều 7 ngày trong tuần. Theo hãng này, tần suất chung đối với hai đường bay sẽ được theo dõi, điều chỉnh gia tăng dựa trên nhu cầu thực tế của hành khách. Cả hai chặng đều được khai thác trên dòng máy bay phản lực Embraer 195. Đây là dòng máy bay của nhà sản xuất máy bay dân dụng lớn thứ ba thế giới Embraer, chuyên sản xuất các chuyên cơ hạng sang dành cho doanh nhân và giới thượng lưu. Bamboo Airways kỳ vọng hai đường bay mới sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển, giao lưu giữa Cần Thơ với các điểm tiềm năng như Côn Đảo và Phú Quốc. Trước đó, từ cuối tháng 9 năm ngoái, Bamboo Airways đã mở đường bay thẳng giữa Côn Đảo và Hà Nội, Hải Phòng, Vinh,